Đây là cái góc quay mới chia sẻ các bạn trên chiếc Isuzu nha các bạn, chứ không phải là bữa hổm mình quay trên chiếc X đang đợi. Hôm nay là mình chạy chiếc Isuzu mua X thì mình chia sẻ luôn. Thì góc quay này nó cũng đơn giản là mình gắn trên cái tựa đầu mình đó, rồi kênh hai bên chữ A nè các bạn. Chứ em đây, chứ em đây là nó đều nhau là được. Có bạn hỏi mình chạy chiếc Isuzu này khi mà đi trong khố nó tay lái nó có nặng không, thì thật ra thì cái tay lái trợ lực dầu thì nó nặng hơn trợ lực điện rồi. Nhưng mà nó có trợ lực thì nó cũng nhẹ các bạn. Khi mà mình quay đầu hay là mình quẹo cua gắt thì nó hơi nặng chút, chứ còn chạy thì nhích qua nhích lại vậy các bạn thấy nó cũng nhẹ nhàng thôi, không có gì. Phải ta lái nhiều xưa mà không có trợ lực thì nó nặng. Còn cái trợ lực dầu với trợ lực điện thì thật ra thì nó không có nặng gì mấy các bạn. Nhưng mà cái trợ lực dầu thì khi mình đi vô cao tốc mình chạy nó vững hơn. Còn cái trợ lực điện á, thì khi mình chạy tốc độ cao á, trong cao tốc á, thì cái tay lái tự động nó cũng cảm giác nó sẽ ghi lại các bạn, nó không có nhẹ nữa. Thì cái nào cũng vậy, nó cũng có cái chế độ để an toàn cho mình hết rồi. Chứ vô cao tốc mà nó nhẹ quá thì mình đánh lái nó bị hố mất lái á. Quay này các bạn nhìn thấy là nó cân đối giữa cái cabin, tắp lô và kính lái. Thì mình muốn nhìn sâu xuống thì chỉnh lên chỉnh xuống. Chủ yếu là mình chỉnh cho nó cân bằng là hai cái cốc chữ A. Mình quay cái cam hành trình các bạn, cái hành trình mình đi chơi này nọ rồi đó, thì mình chỉnh góc quay về phía trước. Chứ nếu mà là vlog á, thì thường thường ta quay về phía sau, về bên hông, ta quay cái ta đang nói chuyện các bạn, mình đâu có là vlog thì đa số là mình quay thẳng thôi. Tới đây tắt máy các bạn. Cái
này thì mình mua ở shop Google ở đường có thuộc quận 4 hay là quận 5 thì mình quên rồi, đường Nguyễn Văn Cừ các bạn, ngay dưới chân cầu vượt Nguyễn Văn Cừ á. Còn các bạn lên Shopee đó thì mua là không biết có hay không, mình không biết. Shop Google thì nó bán phụ tùng những cái chân, những cái mao rồi các bạn. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có chuyến chạy Grab đi Sài Gòn các bạn. Thì cái clip này mình theo cái yêu cầu của những cái bạn mà comment với mình á, là chia sẻ cái góc quay, cái góc quay mới của mình chạy trên chiếc Xpander các bạn. Hôm nay là mình đi chiếc Isuzu. Đó. Thì cũng nhiều bạn hỏi mình cái góc quay này như thế nào, chia sẻ các bạn, thì mình hôm nay mình làm cái clip để chia sẻ các bạn là cái góc quay này thì nó cũng đơn giản. Tức là mình mua cái kẹp các bạn, mình kẹp vô cái tựa đầu của mình nè. Thấy không? Mình kẹp vô đây thì cái này nó có một cái trục. Cái này thì để gắn lên xe máy á các bạn. Gắn bi đông xe máy á. Rồi mình mua mình gắn vô cái tựa đầu. Thì mình gắn thêm mấy cái mao của phụ kiện Google. Đó, rồi gắn cái Google vô đây. Thì hôm nay mình quay là cái Google các bạn. Đó thì nó sẽ ra cái góc quay. Thì mình chỉnh làm sao mà cho cái góc quay của mình nó thấy được hai chữ A, góc chữ A các bạn. Góc chữ A nó đây nè, hai ngón tay mình nó hai bên nó đều nhau. Rồi chỉnh lên xuống là vừa thấy cái vô lăng thôi. 3/4 cái vô lăng. Đó các bạn thấy không? Rồi cái trần á mình thấy cho nó vừa phải thôi. Nó cân đối cái màn hình của mình. Cái màn hình Google các bạn. Rồi khi mình chạy á, thì sẽ thấy được cái dòng tua máy thôi, chứ còn cái dòng km á, thì chỉ thấy được một phần do cái vô lăng nó che lại các bạn. Chỗ này nè nó bị che là chỉ thấy dòng tua máy thôi. Thì cái góc quay này nó nhìn cân bằng được với cái màn hình, với cái trong cái nội thất xe mình, trong cái táp lô của mình thôi, chứ nó không có quay như cái gắn ở trên đầu các bạn. Trên đầu thì mình nhìn qua nhìn lại, mình liếc gương rồi thì nó linh động hơn, nhưng mà xem thì có lẽ nó cũng hơi chóng mặt một chút. Còn cái góc quay này là góc quay cố định, do đó là nó rất là ổn, nó không có lắc qua lắc lại như cái mình gắn trên cái đầu. Đó thì các bạn thấy là những cái phụ kiện mà gắn Google á, gắn trên nón rồi các bạn. Thì thực ra thì cái này là đây nè. Nó từ đây một cái để gắn vô cái tựa đầu nè. Nó tới đây là nó hết các bạn.
nó có hai cái bi nè, bi để mình lắc qua lắc lại, lắc lên, chỉnh lên chỉnh xuống đó. Đó, đây nó có bi mà chỉnh xuống đây là nó hết rồi. Ở đây là mình gắn thêm cái phụ kiện là của Google. Còn nếu các bạn muốn gắn điện thoại thì cũng được, thì mình đổi cái mao mà cái kẹp điện thoại chỗ này nè, mình gắn điện thoại vô đây đó, thấy cho cái Google. Thì nó có hai lựa chọn, là một là quay, nhưng mà quay cái cam Google thì nó sẽ dễ hơn cái điện thoại các bạn, nó gọn mà cái góc của nó thì nó rộng. Còn một cái nữa, theo lúc trước á, nó sẽ có một cái cần ở chỗ này các bạn, cũng kẹp vô đây nè, kẹp từ từ chỗ này kẹp qua đây, thấy không, từ cái đầu đầu qua đây, rồi nó dài qua đây thì sẽ gắn cái cam hành trình của mình ở đây. Nhưng mà cái góc này á, mình gắn cái chỗ này, vị trí này á, thì nó sẽ thấy được cái phần đầu của mình, khi mình chạy xe thấy phần đầu mình, khi mình liếc gương á, chiếu hậu á, mình lắc qua lắc lại á, thì nhìn nó không được hay lắm. Còn cái góc quay này đó là sẽ không nhìn thấy được cái đầu, cái gương mặt của mình đó, thì nó hay hơn các bạn. Đó thì chia sẻ các bạn, thì nó có hai cái, là lúc trước thì nó có một cái kẹp dài ngang đây nè, gắn camera ở đây, điện thoại di động rồi gắn ở đây, thì nó rất là nhiều cái góc quay. Có thể là những cái người ta review á, người ta quay cái gương mặt của người ta nói chuyện á, thì người ta sẽ gắn cái Google ngay góc đó, hoặc là gắn ở bên cửa, thấy không, người ta sẽ quay cái gương mặt của người ta, hoặc là người ta đối diện cái người ta nói chuyện để người ta làm vlog á, thì mình cam của mình hành trình thì ở đây mình nói chuyện thì nó cũng sát với cái gương mặt của mình, thu âm vô thì nó cũng rất rõ ràng, rất tốt các bạn, nó không có xa đó, mình có thể là thu âm trực tiếp cho cái Google của mình luôn. Đó thì cái góc quay của mình là nó như vậy. Thì hôm nay mình đi một chuyến thì mình quay lại cho các bạn theo yêu cầu là chia sẻ cái góc quay hành trình của mình. Đó. Mình đang có một chuyến chạy ráp các bạn, chạy xuống Bình Thạnh. Đó, mình quay cho các bạn xem. Thì mình sẽ tiếp tục là mình quay cái hành trình mình đi cho các bạn xem.